Những nghệ sĩ Việt lấy vợ kém nhiều tuổi, cách biệt lớn nhất là 44 năm. Nếu như nhạc sĩ Đức Huy kết hôn lần 3 với người vợ kém 44 tuổi, thì nghệ sĩ Phú Đông cưới vợ kém 20 tuổi, lần đầu năm 45 tuổi. Nhạc sĩ Đức Huy. Vợ nhạc sĩ Đức Huy là Huỳnh Thư, kém ông tròn 44 tuổi. Họ kết hôn năm 2013 và có một bé trai, một bé gái. Bé gái chào đời hồi đầu năm 2018. Trước khi về chung một nhà, Huỳnh Thư từng là fan của nam nhạc sĩ và cả hai có thời gian 3 năm hẹn hò. Chị Thư cho biết, sau nhiều năm chung sống, nhạc sĩ lãng mạn hơn cả lúc mới yêu. Ông thường bảo vợ phải sống cho hiện tại, yêu thương trân trọng nhau, bày tỏ tình cảm bất cứ lúc nào thay vì đợi chờ. Chị nói, với anh Huy, ngày nào cũng có thể là lễ tình nhân bởi anh luôn nấu món tôi thích, hôn tôi lúc đi ngủ, sau khi thức dậy và trước khi ra khỏi nhà đi làm. Nhiều người từng hỏi Đức Huy, hai vợ chồng cách nhau 44 tuổi thì làm sao để đồng điệu. Ông cho rằng mỗi người sinh ra như một hạt giống, chỉ cần mình chăm tưới cây, hướng nắng thì ở tuổi nào cũng vẫn phát triển tốt tươi. Ông nói, khoảng cách tuổi tác mà mọi người thấy chỉ là vỏ ngoài, cách cảm thông, tôn trọng và trân quý sự hiện diện của người kia trong cuộc đời mình mới là quan trọng. Nghệ sĩ Phú Đông. Diễn viên Phú Đông sinh năm 1960, là một nghệ sĩ có tiếng với nhiều vai diễn ấn tượng, nhưng nghệ sĩ Phú Đông lại kết hôn khá muộn. Năm 45 tuổi, Phú Đông mới lập gia đình với người vợ Hồng Vân kém anh 25 tuổi. Hồng Vân không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nghệ sĩ Phú Đông thường đùa vui, trâu chậm uống nước trong để nói về tình duyên của mình. Anh cũng chia sẻ, cái này là do duyên số thôi. Ngày xưa tôi vẫn nhớ có người nói là cái này như là bắt mồi ấy, bắt trượt thì tuột khỏi tay, bắt trúng có mồi mang về. Tôi thuộc dạng lười bắt, hoặc bắt đâu trượt đấy cho nên muộn duyên thôi. Dù lấy vợ kém 25 tuổi, song giữa hai vợ chồng Phú Đông không hề có khoảng cách. Theo Phú Đông, anh không bao giờ có ý nghĩ phải chọn người nào người kia. Hồng Vân cũng như bao người vợ khác, nhưng điều quan trọng nhất là nhiều năm gắn bó với nhau, nếu cả hai không yêu thương nhau và không hết mình vì gia đình thì khó mà tồn tại. Vợ chồng nghệ sĩ Phú Đông có con trai đầu lòng, hiện đã 15 tuổi, anh lên chức bố lần hai khi bước vào tuổi 55. Theo nam nghệ sĩ, ở tuổi này cũng được gọi là lớn tuổi rồi, đếm trời cho muộn con nào thì mình nhận muộn nấy, cho nữa thì anh vẫn cứ nhận. Từ ngày có thêm con nhỏ, tôi cũng ít nhận các lời mời đi diễn hay đóng phim ở xa quá, vì muốn ở gần nhà để còn tiện chăm nom con. Ở tuổi bị gọi là toan về nhà, như tôi có tâm lý bãi chơi còn hơn cả con trẻ. Mặc dù thế, có cái đứa nhỏ cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến sự ham chơi ấy, bởi ngoại trừ đi đóng phim, còn đi bất cứ đâu chơi tôi đều tha con, theo nghệ sĩ Phú Đông chia sẻ. Kiện tướng Ran Sport Chí Anh. Bà xã của kiện tướng Ran Sport Chí Anh là Trần Vũ Khánh Linh, sinh năm 1998, kém anh 20 tuổi. Cô từng là nữ sinh được chú ý ở trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội khi giành chiến thắng ở cuộc thi cán bộ đoàn tài năng tiền thân là Miss Việt Đức. Chí Anh kết hôn vào năm 2016 và đón thêm thành viên mới vào năm 2017. Chí Anh chia sẻ, mặc dù còn ít tuổi nhưng bà xã anh chăm con rất khéo nên anh có thể tập trung, chuyên tâm vào công việc. Đến năm 2018, Khánh Linh mang bầu lần hai. Chí Anh quan niệm, con cái là kết quả của tình yêu, nên nhà càng đông con càng hạnh phúc. Anh và vợ đều không quan trọng về giới tính của con mà muốn thuận theo tự nhiên. Chí Anh tự nhận mình là một người chồng tốt và chiều vợ. Khi có xung đột, mỗi bên nhịn đi một chút, vợ canh thì mình trùng, vợ trùng thì mình lại canh. Chí Anh tâm sự. Diễn viên Tùng Dương. Diễn viên Tùng Dương từng chia sẻ anh quen Trang Nhung vợ hiện tại qua lời giới thiệu của một người em cách đây nhiều năm, khi nam diễn viên đã gần 40 tuổi, còn vợ anh mới chỉ 20. Họ gặp nhau và cảm thấy ăn ý khi trò chuyện, mặc dù nam diễn viên đã thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đổ vỡ trước đó của mình. Tuy nhiên, bà xã hiện tại của anh không hề để ý quá khứ và tâm niệm, cái gì đã qua thì cho qua. Và với tư tưởng hiện đại, Trang Dung còn là người chủ động muốn được ở bên bù đắp những đau buồn trong quá khứ cho nam diễn viên kiên đóng vai phản diện của màn ảnh Việt. Nam diễn viên tâm sự bản thân là người tỏ tình, nhưng vì trải qua những tổn thương về tình cảm trong quá khứ, nên khá mệt mỏi và không muốn lập gia đình, mà chỉ muốn có một người phụ nữ bên cạnh để chia sẻ buồn vui. Chia sẻ về rào cản khi quen bà xã kém gần 20 tuổi, nam diễn viên cho biết, lúc đầu gia đình Trang Dung không thực sự thoải mái với tuổi tác và quá khứ của Tùng Dương. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh, bố mẹ bà xã đã vui vẻ chào đón anh cũng như ủng hộ mối quan hệ này. Tổ chức đám cưới vào năm 2008. Đến nay gia đình nam diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc với hai con gái nhỏ xinh xắn và đáng yêu bên người vợ trẻ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.